Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước vàng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, niềm tin của người Do Thái khởi đầu cho Kitô giáo chúng ta. Trong một năm, đối với người Do Thái cũng có nhiều thánh lễ long trọng mà nhiều người con từ mọi phương trở về quê hương của mình. Cũng giống như một giáo xứ hoàng xá chúng ta đây, một năm ngoài những lễ trọng trong phụng vụ thì có những thánh lễ riêng cho giáo xứ của mình, như tuần trầu lượt, thánh lễ quan thầy, thì nhiều người con của giáo xứ trở về quê hương để cùng tham dự thánh lễ. Hôm nay là một ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, cho nên nhiều người Do Thái trở về. Thì cũng trong ngày lễ ngũ tuần này, Chúa Thánh Thần hiện xuống ban ơn như Chúa Giêsu đã hứa xưa kia là Thầy sẽ ban cho các con Chúa Thánh Thần. Thì hôm nay trong ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ và đến với tất cả những ai tin vào Ngài. Hôm nay, giáo hội công giáo chúng ta mừng lại biến cố long trọng là ngày lễ kính Chúa Thánh Thần, tức là kính biến cố quan trọng là Chúa Thánh Thần đến khai sinh hội thánh. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Chúa Thánh Thần đã đến với chúng ta, đã đến với chúng ta ngay từ ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, hay còn gọi bí tích gia nhập giáo hội, cũng như trở thành Kitô hữu, thì Chúa Thánh Thần đã ban tặng cho từng người chúng ta. Thế nhưng hàng năm, giáo hội cho chúng ta tưởng niệm một lễ long trọng, đó là lễ kính Chúa Thánh Thần, để nhìn lại biến cố mà mình được đón nhận ngay từ khi chúng ta lãnh nhận phép rửa tội trong đời chúng ta. Khi Chúa Thánh Thần đến với các tông đồ xưa kia, thì cửa đóng then cài. Nói đến cửa đóng then cài thì đó là một cái con người cũng được, hay nói về ngôi nhà cũng được. Trước tiên nói về ngôi nhà. Sau khi các môn đệ tiễn Chúa Giêsu lên trời, thì các ông cùng với mẹ Maria hợp ý cầu nguyện trong nhà. Sợ người Do Thái cho nên phải đóng cửa then cài thật chặt. Nói đến cửa thì gắn liền với nhà, cho nên người ta gọi là nhà cửa. Cái cửa có thể diễn tả bằng nhiều cách khác nhau. Cửa đóng vào thì có thể giữ an toàn cho gia đình, trong gia đình một không gian riêng, hay còn gọi bảo vệ gia đình. Nhưng khi cửa mở ra thì gia đình đó được thông thương với bên ngoài, hay bên ngoài thông thương với gia đình, thì có một sự tương quan như vậy. Thế nên các tông đồ trong biến cố quan trọng đó là họ cầu nguyện cùng với mẹ Maria thì Thánh Thần đến với họ. Đang khi Thánh Thần đến thì cửa vẫn đóng, bởi vì họ vẫn còn sợ người Do Thái. Nhưng khi Thánh Thần đến, cửa liền mở ra và họ đến mạnh dạn rao giảng về một Đức Kitô mà họ tin theo. Và nhờ đó biết bao nhiêu người đã nghe theo
và tin theo các môn đệ vào Chúa Giêsu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cánh cửa đó cũng có trong từng người chúng ta. Cánh cửa đó cũng có trong chính cuộc đời chúng ta. Rồi tiếp theo, khi những người con xa quê trở về, họ mang nhiều tâm thức khác nhau, nhưng với một mục đích trở về để mừng lễ ngũ tuần, lễ quan trọng của người Do Thái. Và nơi họ cũng có người hiểu được tiếng mẹ đẻ của mình, có người không hiểu được, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần. Cho nên khi các tông đồ chỉ rao giảng một thứ tiếng thì mọi người đều hiểu được thứ tiếng đó từ chính các tông đồ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta gộp hai hình ảnh. Thứ nhất, đó là cửa mở. Thứ hai là có thể đón nhận được thứ tiếng từ các tông đồ. Như đã nói với cộng đoàn, trước tiên các tông đồ phải mở cửa ra, nhưng để mở cửa ra được thì họ phải nhờ chính Chúa Thánh Thần soi dục vào con người của họ. Thì cánh cửa nhà thực sự được mở ra và cánh cửa tâm hồn họ cũng được mở ra để trao ban cho các dân tộc đến nghe lời Thiên Chúa. Cánh cửa cuộc đời chúng ta hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta có thể nhận được lời của Thiên Chúa thì mình cũng phải mở cửa tâm hồn của mỗi người chúng ta. Cửa tâm hồn ở đây là chính tâm hồn của từng người chúng ta. Có những lúc chúng ta thấy cuộc đời bên cạnh mình đầy những gian nan, đầy những thử thách, nhưng mình không nhận ra. Có những lúc chúng ta thấy những khó khăn, những hoàn cảnh từ người thân, từ gia đình mà chúng ta không chịu mở lòng ra đón tiếp họ. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình đầy những bất xứng, đầy những tội lỗi, nhưng mình không chịu mở lòng ra để đến với Chúa đón nhận ơn thứ tha. Có những lúc chúng ta cảm tưởng như mọi người không nhận ra mình là ai, không nhận ra mình đầy những tài năng, không nhận ra mình đầy những thiếu sót, bởi vì mình còn đóng lại tâm hồn của mình. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính Chúa Thánh Thần, mời gọi chúng ta hãy mở tâm hồn mình ra để Chúa Thánh Thần đi vào con người chúng ta, để Chúa Thánh Thần soi dục cho chúng ta nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện nơi anh chị em của mình. Cũng vậy, có biết bao nhiêu người Do Thái trở về quê hương được nghe chính tiếng các tông đồ rao giảng bằng chính ngôn ngữ của mình. Họ cũng phải nhận ra cái khuyết điểm của mình. Chúng ta cũng thế, từ khi gia nhập đạo, chúng ta đã được nghe tiếng Chúa rao giảng bằng nhiều cách khác nhau, từ các linh mục rao giảng, từ đời sống của bao nhiêu chứng nhân, từ những biến cố mà chúng ta chứng kiến ở đây đó trong cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta đã nghe được lời của Thiên Chúa qua những biến cố đó, qua những lời đó trong cuộc đời chúng ta chưa, giống như người Do Thái xưa. Quả thực họ trở về quê hương để rồi nhận ra thánh ý của Thiên Chúa nơi những người muôn đề. Mặc dù họ là những người nhà quê chất phát, nhưng nói lên lời của Thiên Chúa, thế là tất cả những ai đều đón nhận, đều nhận ra Thiên Chúa trong họ. Vậy chúng ta cũng trở nên những chứng nhân giống như các tông đồ, hãy rao giảng như chính Chúa, như chính các tông đồ xưa, trở thành những con người thực sự chất phát, chân thành, mang lời Chúa đến với mọi người trong đời sống chúng ta. Dịp vừa rồi, con cùng với đoàn hành hương, trong đó có quý viên chức thường trực của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý sơ đang ở tại Hoàng xá, cũng như quý anh chị em trong hội trung nữ có một chuyến hành hương về bên mẹ La Vang. Về bên mẹ La Vang, chắc ai cũng nhớ biến cố quan trọng mà mẹ hiện ra hơn 100 năm với Giáo hội Việt Nam. Dĩ nhiên ở đâu cũng có mẹ, ở Hoàng xá cũng có mẹ, mẹ cũng hiện diện nơi đây. Những biến cố quan trọng mà mẹ hiện ra tại La Vang mà đoàn hành hương muốn đến đây để tạ ơn mẹ, tạ ơn Thiên Chúa đã dùng qua tình yêu của Thiên Chúa ban qua mẹ để che chở đoàn con Việt Nam chúng ta, đó là ông bà tổ tiên chúng ta không phân biệt lương giáo. Vâng,
Về chính biến cố quan trọng như vậy, mỗi người sẽ cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa tuôn trào trên dân tộc Việt Nam chúng ta, nơi chính tổ tiên và cả chính chúng ta. Đức Mẹ cũng nhận lời biết bao nhiêu những lời cầu nguyện chân thành của mọi người mọi nơi và cả của đoàn hành hương. Có lẽ có biết bao nhiêu lần sự kiện xảy ra bằng một vòng hào quang ở trên bầu trời nơi thánh địa La Vang. Chắc hẳn mỗi người đã từng chứng kiến rất nhiều, nhưng dịp vừa rồi đoàn hành hương cũng được chứng kiến. Từ khi bắt đầu dâng tiến hoa cho đến khi kết thúc lời nguyện, anh chị em quy tụ bên linh đài thì có một cuồng sáng rất xinh tươi đẹp đẽ ở trên bầu trời, thể hiện như một tình thương của Thiên Chúa trao ban con mẹ cho đoàn con cái Hoàng Xá quy tụ về La Vang. Quả thực thật ý nghĩa biết bao. Và hơn thế nữa, Hoàng Xá chúng ta là đoàn hành hương đầu tiên được phép đến đông người sau dịp Covid. Có lẽ đó cũng là một diễm phúc mà không ngờ, kể cả sự liên lạc trước cũng không ngờ được như vậy. Rồi biết bao nhiêu hành trình trước ban cho đoàn. Cũng vậy, đoàn đến một giáo xứ với số giáo dân hơn 4.000. Một ngày lễ thường thế nhưng tham dự gần như bằng lễ Chủ nhật chúng ta đây. Nhưng có một điều quan trọng, chắc hẳn chúng ta, người ta gọi đi một ngày đàng hoặc một sảng khôn. Trong thánh lễ, khi dâng tiến hoa thì thời tiết không có gì, tức là vẫn nóng nực, vẫn trời vẫn quang mây. Thế nhưng khi bắt đầu thánh lễ ở tại linh đài ngoài trời ở giáo xứ thì bắt đầu có những hạt mưa, và rồi hạt mưa to dần, hầu như sách mở ra là ướt. Thế nhưng cả một cộng đoàn giáo xứ từ người trẻ, từ em trẻ cho đến người lớn, không ai động đậy nhúc nhích, gọi là chạy xô để tìm chỗ trú ẩn. Tại sao họ có một lòng đạo đức như vậy? Họ cũng là một người con dân Việt Nam như chúng ta, cũng một niềm tin đón nhận từ Thiên Chúa như chúng ta, cũng một phép rửa như chúng ta đón nhận như bao nhiêu người khác. Nhưng họ có một niềm tin sắt son như vậy. Đó cũng là cách biểu lộ đức tin của họ nơi cộng đoàn giáo xứ. Vâng, chúng ta đi chúng ta mới thấy được sự sốt sáng và lòng đạo đức của mọi nơi mà chúng ta gặp được ở mọi xứ đạo, cũng là bài học cho từng người chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Quả thực rất cảm động nếu ai đó xem lại, không được trực tiếp thì xem lại những thước phim ghi lại ở nơi đó mới thấy được lòng đạo đức của họ, giúp chúng ta ý thức về bản thân của mình. Vâng, kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta Chúa ban cho biết bao ơn lành trong cuộc đời. Và hôm nay chúng ta kỷ niệm lại biến cố quan trọng, đó là chính Chúa Thánh Thần hiện xuống nơi chúng ta lãnh nhận bí tích gia nhập đạo, đó là bí tích rửa tội. Chúa Thánh Thần đã từng thúc giục, từng mời gọi chúng ta, từng yêu cầu, từng nâng đỡ chúng ta để giúp chúng ta đến với Chúa. Nhưng vì tính xác thịt, chúng ta đôi khi xa Chúa nhiều hơn. Quả thực, nhiều khi chúng ta biện hộ bằng nhiều cách khác nhau để tìm cho mình sự an nhàn, thư thái, hơn là tìm đến những nơi Thiên Chúa đang gửi cho chúng ta nhiều sứ điệp khác nhau. Vâng, mỗi người chúng ta cần đến ơn Chúa, nhưng sức riêng của chúng ta không thể đứng vững được. Vậy chúng ta hãy chạy đến với mẹ Maria. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy kết thúc tháng hoa, chúng ta đồng tiến dâng hoa kính mẹ. Chúng ta tha thiết xin mẹ ở lại với từng người chúng ta, từng gia đình chúng ta, để mẹ đồng cảm, nâng đỡ những khó khăn bước đường của từng người trong cuộc sống gia đình chúng ta, trong cuộc sống hôm nay. Để nhờ tình thương của mẹ, mẹ sẽ che chở cầu bầu cùng Chúa, nâng đỡ cho mọi hoàn cảnh chúng ta vượt qua được những sóng gió trong cuộc sống hôm nay, để chúng ta sống và giữ đạo cho nên, để một ngày kia chúng ta cùng hưởng vinh quang
như mẹ hưởng vinh quang trên nước trời. Amen.